nghẽn bồn cầu, tắc nghẽn cống thoát nước trong nhà tắm, nhà vệ sinh, tắc bồn rửa bát, tắc bồn tắm. Có phải những phiền toái này đang làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình bạn? Đừng lo, hãng 3A đã tìm ra giải pháp tối ưu chi phí, thời gian giúp gia đình bạn tống hết những ổ rác cứng đầu bị nghẹt trong đường ống một cách nhanh gọn dứt điểm, đó chính là máy thông tắc cống gia đình 3A 12V. Sử dụng thiết kế dây thông cống gắn máy khoan kết hợp với vòng bi thông minh, máy thông tắc cống gia đình 3A 12V có thể dễ dàng đẩy lò xo luồn sâu vào bên trong những đường ống khúc khuỷu, uốn lượn phức tạp, loại bỏ hết các dị vật cứng đầu tích tụ bên trong. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ mà máy thông tắc cống cầm tay 3A có thể dễ dàng hoạt động trong không gian nhỏ hẹp mà vẫn đảm bảo được việc thông tắc trong quy mô hộ gia đình. Đặc biệt, việc sử dụng pin 12V giúp quý khách hàng không phải lo lắng kéo theo dây điện gây vướng víu, gia tăng nguy cơ mất an toàn về điện trong quá trình vận hành. Sau khi đã giải quyết dứt điểm tắc nghẽn, bạn chỉ cần rửa dây lò xo với nước và xà phòng rồi để cho ráo nước. Việc lau dọn không gian xung quanh cũng đơn giản và dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần thu gom rác, vật cản gây tắc có kích thước lớn và dội nước làm sạch khu vực xung quanh một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tốn quá nhiều công sức và thời gian trong khâu dọn dẹp. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay với 3A để có ngay sản phẩm máy thông tắc cống gia đình 3A 12V với công nghệ hiện đại, nhỏ gọn, hiệu quả làm việc cao. Quý khách hàng có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi không phải tốn thời gian và chi phí thuê bên ngoài. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.